ủng hộ những việc mà hôm đó cũng không được như vậy vì nhà người nhà và chúng tôi nói là tự lập kinh doanh mà làm có sai không? Tạo nên sự thành công của chuyện mai gần nhà.
chị được đi rất nhiều. Và khi mà các chị đi được đi rất là các tôn vinh nhiều người đến và anh vương lại sân khấu ạ. Và ngoài các chị như này thì chúng tôi cũng xin phép được mời tiếp tục các anh chị những cái sau sẽ cùng bước lên sân khấu thì nó có mai không có lời cảm ơn từ ekip của chị Mai Vân Nga. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu diễn viên Trần Phong, xin mời diễn viên Trịnh Tài, xin mời diễn viên Liên An, xin mời diễn viên Xuân Phúc, xin mời diễn viên Quỳnh Anh, xin mời diễn viên Vân Anh, xin mời diễn viên Nguyễn Minh Thời, xin mời MC Minh Đức, xin mời diễn viên Lưu Mai Xuyên.